Thằng em đâu rồi? Ơi. Được rồi, ok, tao quay lốt thằng em nè. Ôi giời ơi, nhìn kìa, ôi giời ơi, nhìn kìa, ôi giời ơi, nhìn kìa. 40 tuổi đầu chưa gặp trường hợp nào như này. Thành nợ đâu? Em thành nợ đâu? Điệp ơi, cái gì ở đây? Rồi ok. Chờ nhá. Ở đây chôn lắm. Làm cho anh em ơi. Đọc chị cho mày rồi. Ấy lạnh lắm. Để tao mời anh em nó vào đây ăn nào.